nhân ngày sinh nhật của giám đốc quay một đoạn clip làm quà chúc mừng sinh nhật. Như vậy là đây, em nó đây, em nó tuổi thọ của em nó hôm nay nữa là 14 năm công tác với vườn sinh thái, bây giờ là tính ra là mùa này nữa là vừa tròn 10 năm, như vậy là 9 mùa đã trôi qua công tác với vườn sinh thái. 10 năm không một lần xịt thuốc nấm hoa học, vườn tiêu 10 năm không có một được nấm hoa học, chỉ có vườn sinh thái mà thôi. Tặng quà cho giám đốc, và tiêu trái đầu mùa đấy ạ, trái đầu mùa. Vườn tiêu 14 năm vẫn còn tươi trẻ, không một 10 năm liền không xài thuốc nấm hóa học. Và đây là kết quả của vườn sinh thái, kết quả của việc sử dụng sản phẩm đúng quy trình, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cảm ơn sản phẩm vườn sinh thái, cảm ơn người đã nghiên cứu chế tạo ra chế phẩm sinh học vườn sinh thái, cảm ơn công ty Trung Việt, cảm ơn những người đã hướng dẫn cho tôi sử dụng, và đặc biệt là cũng cảm ơn mình có niềm tin sắt đá với chế phẩm sinh học vườn sinh thái 10 năm. Nhân ngày sinh nhật thì gửi đoạn clip để chúc mừng giám đốc nhân ngày sinh nhật. Mong giám đốc luôn luôn tươi trẻ đẹp trai và cứ luôn luôn giúp cho bà con của những cái vườn cứ mãi xanh tốt, cái vườn này cứ đồng hành và tươi trẻ như thế này.